Mù chữ vẫn được cấp bằng lái ô tô, chuyện thật như đùa. Kính thưa quý vị, Tòa án Nhân dân thành phố Kon Tum phát hiện nguyên đơn một vụ án không biết chữ nhưng lại có bằng lái xe ô tô hạng B2 do trường Cao đẳng Giao thông Huế cấp. Như thông tin, Tòa án Nhân dân thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum vừa có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế và trường Cao đẳng Giao thông Huế về việc phối hợp làm việc liên quan đến nghi vấn một người không biết chữ nhưng lại được trường Cao đẳng Giao thông Huế cấp chứng chỉ lái xe ô tô hạng B2. Theo văn bản của Tòa án Nhân dân thành phố Kon Tum, ông Trần Văn N, sinh năm 1973, trú thành phố Kon Tum, là nguyên đơn của một vụ án dân sự được Tòa án Nhân dân thành phố Kon Tum thụ lý. Quá trình giải quyết vụ án, anh Trần Văn N trình bày rằng mình không biết chữ. Tuy nhiên, quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ của Tòa án Nhân dân thành phố Kon Tum thể hiện, ông N được trường Cao đẳng Giao thông Huế cấp chứng chỉ sơ cấp hoàn thành chương trình đào tạo lái xe ô tô hạng D2, số hiệu 31399, số vào sổ cấp chứng chỉ 463/17. Nếu kết quả xác minh giữa các bên cho thấy ông N không biết chữ là thật và giấy phép lái xe của ông do trường Cao đẳng Giao thông Huế cấp là thật, thì đây sẽ là một chuyện thật như đùa và chưa có tiền lệ. Bởi theo quy định, người học lái xe ô tô hạng B2 phải biết đọc, biết viết tiếng Việt, và một người mù chữ thì tất nhiên không thể nào vượt qua được kỳ sát hạch về lý thuyết. Còn nhớ, hồi đầu năm 2023, dư luận cũng một phen ngã ngửa với một chuyện mù chữ khác khi cơ quan chức năng phát hiện giám đốc trung tâm đăng kiểm 50-17D tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh chỉ học đến lớp 3 và không biết chữ. Tuy vậy, việc một người không biết chữ làm giám đốc thì chưa gây chết ai và cũng không dự bị nguy cơ gây chết người. Nhưng với một người mù chữ, đồng nghĩa với việc mù hoặc lơ mơ về luật giao thông mà lại được phép lái ô tô tham gia giao thông, thì nguy cơ gây họa cho mình, cho người đi đường luôn thường trực. Và lúc này, không chỉ công tác đào tạo lái xe ô tô tại trường Cao đẳng Giao thông Huế phải được cơ quan chức năng thanh kiểm tra toàn diện, mà trách nhiệm của năm sát hạch viên trường này có tên trong biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe ô tô ngày 28 tháng 2 năm 2017 đối với anh Trần Văn N cũng phải được làm rõ. Không phải tự nhiên mà thi sát hạch lái xe ô tô ngày càng khó, càng nhiều nội dung và dài về thời gian. Và thời gian qua, mặc dù đã có rất nhiều ý kiến đề xuất bỏ phần thi mô phỏng trong sát hạch lái xe ô tô đang rất khó khiến nhiều người bỏ cuộc. Tuy nhiên, trao đổi với Lao động, ông Nguyễn Xuân Cường, Cục trưởng Cục Đường bộ cho biết sẽ tiếp tục giữ phần thi mô phỏng trong sát hạch lái xe ô tô và chỉ kiểm tra để sửa đổi giảm độ khó. Trong rất nhiều các loại bằng cấp mà mỗi một con người phải có để lận lưng kiếm sống, thì giấy phép lái xe ô tô là một trong những tấm bằng đòi hỏi chủ nhân phải học thật, thi đỗ thật. Vì sau tấm bằng này là việc liên quan đến mạng sống của rất nhiều người. Nên học giả, thi giả, cấp bằng lái xe ô tô giả với bất kỳ hình thức nào cũng là đồng nghĩa với việc gián tiếp tiếp tay cho tội ác. Các ban ngành họp khẩn vẫn không gỡ được vụ hàng trăm giảng viên bị nợ lương. Kính thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức cuộc họp với các ngành chức năng để tìm giải pháp giải quyết vụ hàng trăm giảng viên trường Đại học Quảng Bình bị nợ lương. Liên quan đến vụ hàng trăm cán bộ, giảng viên thuộc trường Đại học Quảng Bình bị nợ lương đến 8 tháng qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh này đã triệu tập các ban ngành liên quan để cùng tìm giải pháp tháo gỡ. Khoanh nợ là cách tạm thời mà trường bắt buộc phải thực hiện để ngăn số nợ tăng thêm mỗi tháng. Không thể vay mượn ngân sách để gỡ việc nợ lương. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Vượng, hiệu trưởng trường Đại học Quảng Bình cho biết, hiện nhà trường có 99 người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, 2 người hưởng lương diện thu hút và 138 viên chức người lao động hưởng lương do nhà trường tự chủ chi trả. Tuy nhiên, tại cuộc họp, ông Vượng vẫn chưa đưa ra được giải pháp giải quyết việc nợ lương này. Hiện nay, trường đang nợ lương người lao động theo hợp đồng gần 8 tỷ đồng. Như vậy, mỗi tháng trường này cần phải thu vào 1,1 tỷ đồng mới có thể chi trả đủ số các khoản, nhưng do sinh viên quá ít nên không có nguồn thu. Trường đã từng đề xuất Sở Tài chính phương án vay, mượn hoặc tạm ứng tiền để chi trả số lương đang nợ. Tuy nhiên, ông Phạm Quang Long, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình khẳng định việc này là trái quy định nên không thể thực hiện. Trong năm 2024, trường giảm được bao nhiêu biên chế để tiết kiệm quỹ lương? Dự toán, lương 2024 đã được giao về cho trường, nhà trường có thể lấy số tiền chênh lệch để trả lương cho số nợ lương của năm trước. Cũng tại cuộc họp, phương án cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng đã được đưa ra. Tuy nhiên, hiện trường đang nợ luôn tiền bảo hiểm của người lao động,
nên ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng lắc đầu. Trong tháng 1 này, nếu nhà trường có các quyết định thôi việc và đóng bảo hiểm xã hội thêm một tháng, khoảng 500 triệu đồng cho người lao động thì có thể giải quyết. Không thể để giảng viên không có Tết. Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Quảng Bình cũng có mặt tại cuộc họp. Theo người này, nợ lương 2-3 tháng người lao động còn cố gắng được, chứ nợ đến 7-8 tháng thì người ta bức xúc cũng là điều bình thường. Người này cho biết, công đoàn đã phải động viên cán bộ, giảng viên chia sẻ khó khăn với nhà trường thì họ mới chấp nhận nợ đến 7 tháng. Ít nhất trước Tết, người lao động cần có một tháng lương để người ta giải quyết những vấn đề tối thiểu nhất của cuộc sống của họ. Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nói, hiện chưa có giải pháp để gỡ việc nợ lương ngoài việc khoanh nợ. Nhưng có hàng trăm người Tết này là không có gì, cả cơm, áo, gạo, tiền, lo cho con ở đâu, có chính sách xã hội gì để hỗ trợ không? Cũng theo ông Phong, tỉnh Quảng Bình những năm qua đều hỗ trợ hộ nghèo, mỗi hộ 1 triệu đồng để ăn Tết. Những giảng viên này không phải hộ nghèo, nhưng vấn đề là người ta không có thu nhập, nên phải có một nguồn nào đó ngoài ngân sách để động viên khi Tết sắp đến. Về việc này, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình cho biết đã có kế hoạch phân bổ cho Đại học Quảng Bình 70 suất quà hỗ trợ trong dịp Tết. Trong phiên chợ không đồng thì chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm khoảng 100 suất quà khác, mỗi suất 300.000 đồng để hỗ trợ một phần khó khăn cho người lao động ở đây. Dẹp bỏ những việc kiêm nhiệm làm mất thì giờ của giáo viên, Bộ trưởng có thể quyết ngay. Thưa quý vị, nhiệm vụ quan trọng nhất của giáo viên là dạy thật tốt, chuyên môn thật sâu, nhưng những việc không tên đã làm mất thời gian và sức lực của giáo viên đến nay vẫn tồn tại. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các trường không nên giao cho một giáo viên kiêm nhiệm quá nhiều chức vụ. Thông thường chúng ta không giao quá 2 nhiệm vụ kiêm nhiệm để đảm bảo chất lượng công tác cũng như đảm bảo chế độ cho đội ngũ giáo viên. Giao nhiệm vụ cũng được vì có những hoạt động trong nhà trường phải có người nhận trách nhiệm thực hiện, nhưng không nên giao nhiều việc cho một người. Giáo viên rất vất vả lo việc chuyên môn, soạn bài, giảng dạy, chấm bài, lại còn phải mang vác những chuyện khác thì gánh nặng sẽ nặng nề hơn, làm nhiều nhiệm vụ thì sẽ ảnh hưởng tới việc chính là dạy học. Do đó hạn chế giao phó cho giáo viên kiêm nhiệm chức vụ chỉ một phần, điều quan trọng hơn là dẹp bỏ những hoạt động trong nhà trường để giảm áp lực cho giáo viên. Quá nhiều hội họp, quá nhiều thứ thi đua thành tích, giáo viên mất rất nhiều thời gian cho những hoạt động đó. Đã có nhiều ý kiến đề xuất dẹp bỏ các việc không tên cho các giáo viên nhưng vẫn chưa thực hiện được. Giáo viên lên lớp không chỉ dạy chữ mà còn dạy học trò nên người, vì thế cần có thời gian để quan tâm đến học sinh, hiểu rõ được tâm lý, tình cảm của các em để động viên, khen ngợi hoặc là uốn nắn kịp thời những hành vi có biểu hiện sai trái lệch lạc. Hiện nay có nhiều vụ bạo lực học đường, học sinh đánh hội đồng, khủng bố bạn trong lớp nhưng giáo viên và nhà trường không biết để ngăn chặn, đó là do thiếu sự quan tâm. Còn nguyên nhân dẫn đến sự thiếu quan tâm đó có một phần là giáo viên quá nhiều việc không tên, mệt mỏi và không còn thì giờ. Giáo viên ngoài dạy học trò còn phải có thời gian để lo cho gia đình, con cái. Nếu hết dạy trên lớp, còn ôm việc về nhà để giải quyết thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt riêng tư. Tại buổi tiếp xúc với cử tri diễn ra vào chiều ngày 6 tháng 12 vừa qua, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục có kiến nghị về chế độ ưu đãi với nhà giáo, kiến nghị về lương nhà giáo. Tin này quá phấn khởi, Bộ trưởng tiếp tục kiến nghị và chờ đợi kết quả. Nhưng có những việc Bộ trưởng quyết ngay được, không cần đề xuất với ai, chờ ai đồng ý, đó là dẹp bỏ những hoạt động không tên làm mất thì giờ và sức lực của giáo viên. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.